mọi người đều thấy anh này rất là tốt. Thì mọi người cũng bàn vô rất là nhiều, thế là quyết định là yêu nhau, nhưng mà trong im lặng. Và em gặp bạn đó một lần và em đều khóc hết á, đều được cả em nói chung là mình rất là khó chịu á. Khi gặp vợ em, gặp nhau từ ánh mắt đầu tiên là em hồi đó mê trai, nhưng mà lúc đó thì chưa ấn tượng nhiều, tại vì dưới hồ bơi có anh nữa tao gấp đôi lần ảnh. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7 với chương trình Vợ chồng son.